Ngày 2 tháng 7, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cho biết đã có công văn gửi Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc về việc khẩn trương xử lý sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy tại khu vực Đền Mẫu, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 28 tháng 6 năm 2023 xảy ra sự cố sạt trượt bờ hữu sông Phó Đáy, xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong đó, các hạng mục công trình kè mới xây dựng khu vực Đền Mẫu thuộc công trình xử lý sạt trượt sông Phó Đáy khu vực Đền Mẫu và trạm bơm Phú Bình 2 bị sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng. Vết nứt đã xuất hiện ở sân đền và đang có xu hướng phát triển rộng. Trước tình hình đó, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai ra công văn khẩn, đề nghị Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Phúc khẩn trương chỉ đạo cơ quan đơn vị liên quan, khẩn trương thực hiện các biện pháp kịp thời để đảm bảo an toàn cho người và tài sản trong khu vực, hạn chế ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra, không để sự cố phát triển thêm, tổ chức cắm biển cảnh báo sự cố, hướng dẫn giao thông không cho xe cơ giới đi vào khu vực xảy ra sự cố. Tiến hành khảo sát, đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân, giải pháp và xử lý sự cố theo quy định, tăng cường giám sát, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố và tình hình thời tiết, thủy văn để kịp thời xử lý các tình huống bất lợi có thể xảy ra. Ngoài ra, xác định khu vực xảy ra sự cố là trọng điểm xung yếu về phòng chống thiên tai để xây dựng, phê duyệt và triển khai ngay trên thực tế phương án bảo vệ trọng điểm.